Thưa quý vị, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị, thành phố Đà Nẵng đã cơ bản hoàn thành khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023. Trong quy trình khám tuyển năm nay của thành phố có thêm bước tiêm vaccine ngừa COVID mũi 3, 4 cho thanh niên trúng tuyển. Việc làm này của địa phương với nỗ lực hạn chế thấp nhất thanh niên dương tính COVID, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu trong lễ giao nhận quân. Hòa Vang, Hải Châu và Ngũ Hành Sơn là ba quận huyện đầu tiên của Đà Nẵng tổ chức khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2023 cho nam thanh niên trên địa bàn. Quận Hải Châu và Ngũ Hành Sơn tổ chức khám sức khỏe tập trung tại Ban Chỉ huy quân sự quận. Riêng huyện Hòa Vang, do đặc điểm địa bàn rộng nên vẫn như mọi năm, tổ chức các trạm khám tuyển lưu động về Ủy ban nhân dân xã. Khu vực khám tuyển được địa phương trang trí sinh động bằng băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên thanh niên hăng hái lên khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Để đảm bảo được cái công tác quân trong năm 2023 thì phải cần triển khai rất là nhiều cái việc. Trong đó, đầu tiên là chúng tôi tập trung cho công tác tuyên truyền. Cái thứ hai là giao cho các địa phương phải sớm có cái danh sách. Để trên cơ sở đó thì với những cái đối tượng này chúng ta sẽ có những cái công tác dân vận, chúng ta có công tác giáo dục để các bạn này sẽ có nâng cao cái nhận thức. Bên cạnh quy trình khám tuyển được tổ chức khoa học chặt chẽ với sự hỗ trợ của máy móc thiết bị hiện đại thì việc thành viên hội đồng nghĩa vụ quân sự quận huyện túc trực tại các điểm khám theo dõi, chỉ đạo sát sao đã góp phần quan trọng để kết quả khám tuyển chính xác nhất. Tính đến ngày 10 tháng 12, tỷ lệ thanh niên tham gia khám sức khỏe toàn thành phố đã đạt hơn 98%, trong đó huyện Hòa Vang, quận Sơn Trà và Hải Châu đã đạt 100%. Số lượng rất lớn, đây cũng là một cái khó khăn mà trong thời gian đến thì Hải Châu cũng phải tập trung để mà chỉ đạo. Thì đến giờ phút này thì về cơ bản thì quận Hải Châu đã đảm bảo hoàn thành theo cái chỉ đạo của quân khu, của thành ủy, của đảng ủy quân sự thành phố. Những ngày qua, toàn thành phố mưa nhiều, điều kiện thời tiết không thuận lợi, song nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên hầu hết thanh niên đến khám tuyển đều có tinh thần phấn khởi. Nhận thức của thanh niên về quyền và nghĩa vụ của mình trong thực hiện nghĩa vụ quân sự được nâng lên rõ rệt, nên năm nay số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ cao hơn các năm trước. Tôi vừa học xong cấp 3 và tròn 18 tuổi và tôi đăng ký đi nghĩa vụ quân sự và đã trúng tuyển. Và tôi đang háo hức chờ đợi ngày nhập ngũ. Cách đây trước khi ngày lên để khám sức khỏe thì em đã có viết một đơn là đơn tình nguyện viên. Thì viết đơn đó với lý do là em cũng đi để rèn luyện về sức khỏe thân hình cũng như bản thân để cố gắng vượt trội trong 2 năm tới. Hôm nay em đi khám tuyển thì em cảm thấy hơi hồi hộp, nhưng mà nếu mà có trúng tuyển thì em cũng sẵn sàng lên đường nhập ngũ và đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Theo kế hoạch, thành phố Đà Nẵng sẽ kết thúc khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 14 tháng 12, phát lệnh nhập ngũ cho thanh niên trước ngày 18 tháng 1 năm 2023. Dự kiến Đà Nẵng sẽ có 1.346 thanh niên nhập ngũ trong năm 2023, trong đó tham gia các lực lượng quân đội là 1.050 thanh niên. Lễ giao nhận quân sẽ được thành phố đồng loạt tổ chức ở các địa phương vào ngày 8 tháng 2 năm 2023.